còn 3 sáng nha cả nhà. Quá trời mưa gió rồi. Chứ ta được đang vào chứ ao rồi nhờ cái này. Đó, chạy sống quá, chạy sống luôn rồi. Ở bên đó có hai anh em mình được nhảy qua lấy cầu. Đúng tay rồi. Thôi à. Căng
để vợ chồng mình ăn cơm nước rồi ngủ ngơi gì nữa. Mưa cũng lạnh lắm cả nhà ơi, không lạnh đâu. Đây hiện tại thì chưa có anh em nào ra lựa cá chứ, tại vì giờ này mấy anh em ở trong tí nữa anh em mới ra, nên em dành những thời gian này em quay cái video cho cả nhà xem đó. Buổi sáng của cà phê nè, miếng với bự. Lạnh uống cà phê là tới luôn. Bây giờ uống hả? Rồi uống đi. Đó vậy không? Mặc chú bự mặc cái áo mưa thêm cái áo bọc nữa mà còn lạnh nữa nè. Quá ngon các bạn ơi. Phê này đặc biệt luôn á. Đặc biệt thơm ngon luôn á. Chính hãng luôn á. Rồi chính hãng. Uống cà phê chú bạn. Không ạ. Chú ba không sợ nữa, một món uống cà phê cả nhà. Chú ba ổng sợ nó mộng, ổng đâu dám uống cà phê đâu. Em thì em không sợ, tại vì đâu còn chỗ để nổi đâu mà em sợ. Quên mời cả nhà nữa. Quá lạnh rồi. Cô bé quá trắng rồi, quý vị ở đây quá trời nhiều luôn rồi.
không không nha. Đây ngọn nha. Chào thân thân và trang trọng nhất. Ờ, mẹ ơi.
xin thay mặt gia đình xin trân trọng cảm ơn các cô chú các anh chị không ngại được xa xôi đến đây dự buổi tiệc hôn nhân của gia đình. Và không nói gì thấy không? Lía chị ơi. Đã trời mưa, đã trời mưa lạnh rồi. Nó nói chuyện còn nhức đầu thêm nữa. Vâng, ngày hôm nay xin nghe chị cùng quay về. Ở trên đây thấy lạnh nha chứ ở dưới không lạnh đâu. Sợ rồi trong máu. Để tí nữa mà chút nữa cây giác nóng lên đánh ngọc rồi em sẽ quay cho cả nhà xem nữa. Dạ. 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 Nó lấy ra vừa rồi giác ơi. Nảy ra được rồi đó. Một cô bé có khuôn mặt rất là đáng thương. Trời. Từ
phải ấm á chứ, uống vô vài ly cái ấm lên võng thì ngủ ngon luôn á. Chết luôn rồi. Dạ hiểu chưa? Đã nhà ngồi nhậu chuyện xăng luôn mà lại chủ nhà không mà. Ừ. Lại nhà. Lại nhà mà không ngủ nhậu vậy hả chứ bự. Như tao không mày thôi. Trộm hả? Tao ngồi nhậu mày đi ngang leo rồi không kêu mày vô ngồi được không? Đi hoài luôn đó, đi hoài luôn đó thử. Chết luôn rồi. Chơi kỳ quá trời. Thường mấy bữa cơm đó. Thôi thao đó hay cũng đúng. Làm người làm thế chứ bự. Quá giờ làm miếng mỡ rồi. Tới tay rồi. Miếng mỡ nào tịch tịch làm miếng mỡ rồi ăn coi. Đúng miếng mỡ heo luôn rồi cả nhà. Heo này mà gặp mắm khổ một cái nha. Trời. Mắm cũng lại khó được á. Nó ngon. Dặn lại á, dặn lại cho nó xuống rồi đừng có dội lên á. Có chị hả? Dặn trong bỏ vô bọc chị á. Thấy là ta mà dặn đũa đâu mà. Dặn chị. Lấy keo nhỏ làm được. Tưởng lấy keo nhỏ là không làm nguyên cái keo chà bá nữa. Nhỏ rồi đi ra. Thế sao? Cái keo mắm á mà đổ nước mới bằng nửa keo mà còn cá bằng nửa nằm ở trên kia không hư. Dạ rồi rồi. Nó vẫn còn thơm nhưng mà nó lớp trên nó không có ngon. Trên nó đen luôn rồi. Lớp trên nó bị dính đen qua dính ba cái đống tan chì á, nó đang xì à. Thank you.
giỡn đâu. Nhậu mà có chỗ chặt hẹp cỡ này à. Nè chú bự hôm nay không nhậu, chú bự bệnh đi về. Sức do nhậu gió vậy. Chưa đăng ký kênh em á thì bấm vào nút đăng ký và bật chuông.